Alo alo, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại con VV07, trở lại bộ môn yêu thích, đó là bộ môn tài xỉu rực xanh. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu luôn nhé. Ok, đường cầu đang chạy 1-1 này. Còn tài xỉu đỏ có gì không, có gì. Cầu đang chạy 1-1, tài 11. Chúng ta kiểm tra được chính cầu 11 về tài 11 tài. Ta này chạy tiếp một tay 11 tài 4 củ. Tiếp một tay 11 tài 4 củ nhá. Tất cả anh em xem được video nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh mới chia sẻ mình. Anh em thua tha cần mình hỗ trợ thì cứ mạnh dạn liên hệ mình em nhá. Ok, chúng ta cùng nhau chờ đón kết quả nào. Xem ra này giữa thành công hay không. Uy tín luôn, tay đầu tiên ngon luôn đúng không anh em, ngọt luôn. Tiếp tục tài 12 vàng, tiếp tài củ 8, ok luôn nhá. Yeah. Ngon luôn như con gì ấy. Tất cả anh em xem video của mình cảm thấy hay, nhớ đừng quên mình một like, một đăng ký kênh chia sẻ. Anh em tôi xa cần hỗ trợ mạnh dạn liên hệ với mình em nhé. Còn những anh em nào đang chưa chơi bao giờ, thì anh em không nên xem những video này nhé. Chưa chơi bao giờ không nên xem, bởi vì chơi kinh nghiệm không có, rất dễ bị sa ngã. Hai một rồi. Ui xa, tiếng một chấm con vợ. Tay này đi một tay tài 5 củ luôn, chưa chất à, chạy cầu lừa nhá. Đấy. Chuẩn cầu lừa anh em ơi, tại sao cầu lừa này nó đang chạy 22 như này. Nếu mà anh em nghĩ trả tài xỉu rất đẹp đúng không, đây đang chạy 22 đến đây nhá, trả tài xỉu rất đẹp, nhưng mà không phải, nó là một cầu lừa chạy tiếp tay tài. Đấy là xu hướng cầu lừa, tay này vào một tay xỉu theo cầu 22 nhé. Một củ bay. Anh em nào đang chơi bên game khác, anh em có thể thử tham khảo con VV77 anh em nhé. Đường link mình để dưới phần mô tả video. Đó. Anh em thích thì đăng ký trải nghiệm cùng. Anh em đăng ký lên cái số điện thoại, số tài khoản có ngay cốt trải nghiệm anh em. Trải nghiệm những mình bỏ, mình chiến, không những mình bỏ qua. Đánh xỉu ra tài 18 luôn. Pha thêm một tay tài nữa, 3 củ. Theo xuống cũng hướng cờ đang bền. Húp luôn. Ngọt luôn anh em ạ. Ngọt như trâu chó. Chấp chóa. Tiếp tục nào. Làm một tay tài 9 lít này. 9 lít này. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Ok, chúng ta cùng nhau chờ kết quả nào. Rồi, chính thức là nó trả về xỉu tiếp, lại chạy cầu 11. Tiếp tục chiến một tay tài nữa. Một củ theo xuống cầu 11. Một củ thôi. Ok, chúng ta
sẽ cùng nhau chờ đón kết quả nào. Rực rỡ hay không nhé. Không sao, chơi tay nói thế kia là chuyện rất bình thường anh em ạ. Cầu này đang bể tiếp này. Bể thì phệt luôn. Bể thì phệt luôn. Lại húp luôn anh em ơi. Ngọt ngay. Ngon cạnh ngay. Kiểm tra một chút lịch sử tài xỉu này. Xỉu 9 ở đây không có này. Xu hướng đang có dấu hiệu bể. Phang một tay xỉu. Tuy nhiên này vào 8 lít thôi. 8 lít lẻ anh em nhé. Tay trước được to thì sau còn nhỏ. Giải gì mà vào to đúng anh em. Chẳng giải gì vào to cả. Ok. Chúng ta cùng nhau cho nó kết quả nào. Rồi. Húp ngon canh luôn. Húp ngon canh luôn anh em ạ. Tiếp tục này. Phang thêm một tay xỉu 6 lít nữa. Đó, theo xu hướng về. Okay, chúng ta cùng nhau chờ đón kết quả để tiếp theo nhá. Khả năng là nốt tay này hiểu trước ca anh em ạ. Ca này là thành công rồi. 449 giờ lên 57 dương được 8 củ rồi. Nốt tay này được thua nghỉ này. Rồi húp luôn. Ngon luôn. Như vậy ca này đã thành công rực rỡ anh em nhé. Tất cả anh em xem được video nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chia sẻ của mình. Xin chào tất cả anh em.